20% nữa. Mai nó hỏi đồng đội mình đâu hết rồi. Tại công ty người ta không cho nghỉ nè, công ty không cho nghỉ á. Xong rồi công nhân người ta không chịu. Quay cái mặt ấy vô nè. Trời ơi, phát trực tiếp mà rồi quay app hả?
chữ không ai? Alo alo, có bà con nào chạy được xuống kho xin giùm cục pin không ạ? À? Xuống kho của mình xin cục pin. Chạy xuống kho với mình xin cục pin tiểu giùm. Mình làm hết hồn ấy. Cái người hụt ngạn muốn dàn nhạc sống đây. Giờ bật nhạc cực kỳ. Người ngạn đi. Đánh trời không sáng nữa. Hello, hello. Liên đoàn lao động huyện với xã thương, phòng thương binh xã hội đã đến tới đèn xanh đèn đỏ rồi. Thì tới thì lập tức là sẽ họp liền và giải quyết liền cho đợi họp chị em. Lại họp. Họp hoài cho nổi. Bởi vậy công ty nghèo hàng á, ra cũng phải mượn nữa. Cho nên đèn xanh đèn đỏ chết rồi, điện thoại sắp hết pin. Thank you.
đâu. Giao lưu văn nghệ một xíu mọi người. Trời ơi, ăn gấu hả? Cạp điện uống hả? 21 ăn ha. Nào, nửa ly trái cây, bạc chuối, nửa hủ tiếu nữa, một bình sữa, giờ ăn gấu. Anh dữ vậy hả? Bởi vậy hả, công ty công nhân người ta đâu chịu đâu, bắt buộc là phải cho nghỉ nè. Chưa biết em ơi, đang họp nè. Lại họp nữa, họp mấy ngày rồi bây giờ vẫn họp. Đình công á, trời ơi, công đoàn công ty này là nó bên công ty mà nó đâu bên công nhân mình. Công ty Đình Công á chị. Đúng rồi, công đoàn ăn lương công ty mà. Trơn luôn, quay vô mặt Thúy nè. Rồi, xe đa làm việc trong lưu mà, dễ gì. Trời đông luôn, càng ngày càng đông luôn.
dù sao thì hôm nay lên cũng không có làm. Kêu cái gì bộ công an gì đó lên họp ở trong văn phòng á. Dân đông kìa. Bởi vậy nó câu giờ mà. Công ty đừng. Mấy bả ngồi bên bả vậy? Coi 100 người coi luôn rồi nè. Nguy hiểm nhưng mà tại cái này quyền lợi của người ta cho nên ta phải ra. Tôi là người đang quay đó bà. Hồi nãy giờ nó họp đâu cũng có chục lần à. Chị với Ý nè, Giang với chị Thấm nè. Còn mấy người kia, chị Phương ngồi người kia kìa. Chị Phương đâu ta? Ủa chị Phương đâu ta? Ủa Ý ơi, còn đâu? Ý chị có sao mà tới giờ nó kêu người ta chứ không biết nó đòi ăn bớt 20% nữa. Đồng đội mình đâu hết rồi. Tại công ty người ta không cho nghỉ nè. Công ty không cho nghỉ á. Xong rồi công nhân người ta không chịu. Rồi điện thoại hết pin rồi. Giờ phải cho người ta nghỉ rồi nè.
sắp nổi tiếng rồi. Điện thoại hết pin rồi nè. Ông ra ông sợ dính Covid đó, bây giờ ông dính là ông chết luôn. Đang hẹn một người á, giờ là bắt người ta họp nãy giờ. Hỏi gì? Họp nãy giờ bắt người ta đứng đợi nè. Lát nữa điện thoại em hết pin rồi, em like điện thoại khác em chia sẻ cho mọi người coi. Điện thoại khác thì chị chia sẻ thì cho coi. Làm có gì đó cửa. Ông giám đốc á, mà ông ra cái ông thấy cái ông đi vô lại à. Cái ngày người ta là ngày 15 tháng 7 mình đang cố gắng
làm sao để mà trả lời mọi người là phù hợp nhất. Cho nên mọi người cố gắng cần chút xíu nữa. Giờ đâu được nữa. Tôi có ai có cục sạc dự phòng không mượn cái